Rồi em chào anh em ơi. Nay em có gom được mớ phục sao rim 125 nè anh em. Anh em nào xài thì ủng hộ. Phục về đợt này toàn là hàng đẹp không nha anh em nha. Em về tổng cộng là được 1 2 3 4 5 6 cặp phục sao rim 125 nha anh em. Đó. Phục đợt này về coi đách 219, 220, 221. Có được cặp 221 cái gì à. Đó. Thì có phục 219 mà nó em bán mắc hơn 220 luôn nha anh em, tại vì nó đẹp hơn thì bán mắc hơn thôi, mà em mua cũng mắc hơn nữa. Về thêm được 3 cục IC rim 125, 3 cục mobin rim 125. Thì 3 cục mobin đợt này nói chung hàng không đẹp nha anh em, giá nó cũng không có cao, giá nó cũng không có đẹp đó. IC rim 125 thì về được thêm 3 cục. Nói chung IC rim 125 này em lấy đời cao không mà, cho nên là hàng đẹp không mà. Cái 600.000 cục nha anh em, IC rim 125 thì 600 cục, giá đó giờ em bán không có thay đổi. Chung em nói thiệt với anh em luôn, IC này em kiếm đúng 50.000 cục. Bán IC nó thiệt chứ em bán cho có, bán cho chung bộ đôi với mobin chứ. Nhiều anh em không biết là trả giá lên xuống nó thiệt chứ em bán nảy lời, anh giờ anh em đi mua đi. Đó, ở đâu rẻ anh em cứ mua, nó thẳng luôn, cho nó dễ. Đó. Thì phục sao rim 125 đợt này giá nó sẽ cũng cao tại vì hàng đẹp không à. Thì anh em coi mến nào alo em, số điện thoại em 0865890158 đó. Zalo có, Facebook có, anh em cứ anh em coi cứ coi đi rồi để xác nhận. Em trên Facebook, Zalo đều có bán hàng. Em cũng chẳng có ngại gì, cũng chẳng có lừa gạt một ai hết trơn. Mình bán có sao nó vậy, tình thiệt nha anh em. Cặp số 1. Cặp số 1 là một cặp phục sao rim 125 đắt 2020. Cặp phục sao rim 125 đắt 2020 nha anh em. Đây đây 20S đây anh em. Lấy một cây quay cho anh em trước đi ha. Nó hơi chá ánh đèn anh em, tại vì ở đây em quay bắt buộc phải quay LED rồi. Ở dưới em nó thiếu sáng dữ lắm. 2020 20S anh em thấy không? Đó. Chờ em xíu khách ơi, nãy giờ khách gọi chốt sạch 3 bình xăng con RS rồi đó anh em. 220 nè, video trước đang bình xăng con RS đó, 20S anh em thấy không? Rõ ràng nha. Đó. Thì cặp phục này là tình trạng là đầu cổ thì sáng trưng à. Tại hàng đẹp mà. Trời ơi là trời, mở quạt quay o o như mũi còn chích nữa. Đầu cổ anh em nhìn là sáng trưng nè thấy không? Thun là chưa tét chưa gì nha. Đó, bút lông hãng quẹt vẫn còn luôn nè. Nó thì càng về sau này em nói với anh em rồi nha, em sẽ cố gắng lấy hàng đẹp về cho anh em chơi nha. Đó. Ống thì em ngà, em sẽ lựa cái ống nào mà nó còn đen nè, nó không có bị ố nắng nè. Một người còn nè, bút lông quẹt hãng còn luôn nè, thấy không? Hai người còn nè. Đó. Còn chữ Thái chữ gì sao qua đi cạp gì nè. Đó, ống nhựa đen đẹp nha anh em, không có trầy chùa nha. Xi thì sáng đẹp tại vì em quay ban đêm á, cho nên anh em sẽ thấy những cái anh em sẽ thấy những cái gọi là xước lông mèo, chứ ban ngày là cái ống rất là đẹp, anh em sẽ không có thấy được đâu, tại vì em quay LED với quay ban đêm nữa. Đó. Còn cặp này là chân keo đẹp khỏi bàn. Nói chung là chân keo rất là đẹp. Phục bao zin chưa phục hồi, đắt 2020. Về anh em gắn lên là xài không làm gì thêm. Bao zin keo đẹp sáng trưng, chân rất đẹp nha, mấy cặp này hàng tiễn không à đợt này. Đây nha anh em. Đó. Chi tiết và thực tế anh em khỏi suy nghĩ. Thun trên thun dưới chưa xét, Argo 7 màu. Chưa nó. Cặp số 1 đẹp nha anh em, đắt 220 nha. Cặp này báo với anh em luôn nha anh em, giá 1 triệu rưỡi một cặp nha. Đắt 220. Đó, ok nha anh em. Rồi bên đây. Đợt này em về hàng đẹp không à? Chân sáng đẹp nha. Đó, chữ B đúng phục theo xe nha anh em. Đợt này về hàng là bao đẹp cho anh em luôn. Ống xi là sáng đẹp luôn nè, thấy không? 220. Đó, ống nhựa là còn đen thùi lùi. Chưa có bị ố nắng, chưa có bị gì hết, 220 mà. Một người còn, bút lông quẹt hãng còn nè. Hai người còn nè ha. Ống ít trầy chụa luôn nè. Bao đẹp. Đầu cổ là sáng trưng, thun là không tét nha.
cặp phuộc số 1 đắt 2020 em bán với giá 1,5 triệu nha anh em. Số 1 2020 nha anh em nha. Tiếp tục là phuộc rim 125 cặp số 2, em cũng chưa coi đắt nữa để em lên coi luôn nè, 20 tiếp nè. Đây tiếp tục là một cặp hai rim 125 đắt 2020 tiếp nè anh em, 20S nè, thấy không? Đó, 2020 20S nha anh em nha. Đó. Đầu cổ nó nói chung mấy cặp này đợt này hàng tuyển đẹp nha, đầu cổ sáng trưng, thun không có tét tiết gì hết trơn á. Đó. Hai người còn nè. Một người còn nè. Ống đen đẹp nè, đó. Đợt này về hàng đẹp không? Mặc sức cho anh em nhúng nhảy luôn, phuộc này là nhúng cực kỳ ngon nha anh em. Anh em gắn quay nhỏ nè, gắn rim hay là anh em gắn quay 110, anh em muốn gắn phu 1 cũng được, nhưng mà phuộc này nó thấp hơn phu 1 một tí nha anh em. Anh em gắn phu 1 thì cũng ok, nó thấp hơn chút xíu cũng chả sao đâu. Đó, đợt này về toàn chân sáng đẹp không à, mã số 2 nha anh em. Cặp phuộc số 2 rim 125 đắt 2020 tiếp tục giá 1,5 triệu báo cho anh em trước luôn đó. Đúng phuộc theo xe nha anh em, bao đẹp. Rim 125 đắt 2020. Chưa tét chưa gì luôn nha anh em, thun còn nguyên dạng luôn nha, hạt gô 7 màu nha. Đó. Anh em nào mến thú em ống si thì sáng đẹp lắm, tại vì em quay ban đêm thì anh em thấy nó xước lông mèo, với ban ngày không có đâu. Ban ngày là anh em không có thấy xước lông mèo đâu. Đó. Rim 125 hàng rã xe nha anh em. Hai bên này bên nào như bên nấy, đắt 220 nè. Đây anh em. Hơi chó thì tịnh tức mình trời. Nè 20S nè anh em thấy không? Nó đầu cổ sáng trưng nè. Đó. Đó, rõ ràng nha anh em. Mình người thật việc thật nha. Hai người còn nè. Một người còn nè, thấy không? Hai người còn, một người còn đủ. Ống nhựa đẹp còn đen, không có bị ố gì trơn nha. Si đẹp, chân keo đẹp. Cặp đất 2020 này em bán giá 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu một cặp, anh em nào mến thú em nha, 2020. Chữ B đúng phục theo xe nha. Rồi. Cặp số 3. Tiếp tục, cặp số 3 là một cặp phục rim 125 đắt 2020 tiếp, ba cặp 220 luôn rồi. Em nhớ được này tới 4 cặp 220 lần cái gì á. Nè 220 nè anh em thấy không? 20S đó. Đầu cổ sáng trưng nè, không có miếng ten miếng gì hết trơn, hàng đẹp. Em đâu có vệ sinh gì đâu, nếu mà em vệ sinh là trong những cái này đâu có còn bám bẩn kiểu này. Đó. Phuộc lông hãng quẹt còn nè, một người còn nè. Hai người còn nè. Tại vì phuộc rim 125 anh em gắn vô xe là nó che như vậy nè, nó che tới đây nè. Anh em ăn từ nguyên khúc dưới nè, miễn sao cái phần dưới này cho ngon cho đẹp là được. Cặp số 3 này 2020 đồng giá luôn anh em, 1,5 triệu. Chân keo đẹp nha, có hàng em tuyển đẹp cho anh em chơi không à. Đúng phục theo xe luôn nha anh em, bao đẹp, không đẹp không ăn tiền. Số 3 nha anh em, 2020 đồng giá 1,5 triệu. Mấy cặp này đẹp không đó anh em ơi. Số 3 nè. Đó, 2020 đó. Nè, 2020 nè anh em. Nó 20S đó anh em thấy không? Rõ ràng nha. Đó, 1,5 triệu một cặp. 2020 hai người còn, nãy giờ em quay phuộc là em quay hết hai bên em không có né nha. Bút lông quẹt hãng vẫn còn luôn nè. Ống nhựa đen đẹp không có bị trầy chụa gì hết trơn nè, thấy không? Rõ ràng nha. Đó, không có bị trầy chụa gì hết trơn. Đợi em xíu khách ơi, quá gọi rồi. Đó, chữ B đẹp luôn nè, thấy không? Chân keo sáng đẹp, bích bùng binh.
Rim 125 đất 2020 cặp số 3 đồng giá 1,5 triệu luôn nha anh em. Cặp số 4. Số 4 là phuộc rim 125 đất 2019. 2019S nè anh em thấy không? 19S nè rõ ràng nha. Đó. Nhưng mà phuộc là bao đẹp, đẹp như 20. Đó. 2019 thì em bán giá cho anh em giá là nói chung nó cũng đẹp như 2020 luôn nha anh em. Nhưng mà em bán cho anh em là giá là một cặp này em bán cho anh em giá là 1,4 triệu thôi. Đó tại vì em mua rẻ hơn thì em bán rẻ hơn. Còn tới cặp số 5 mà nè. Cặp số 5 mà nè, 2019 nhưng mà nó tới 1,6 triệu nè. Thì từ từ em lên với anh em. Đó em mua rẻ hơn thì em bán rẻ hơn thôi, nó cũng đẹp như thường. Mà em mua rẻ em bán rẻ à. Đó hai người một người còn đủ, ống nhựa đen không trầy. Đầu cổ trên là sáng giới luôn nè, thấy không? Nè. Thun không tét không tiếc gì hết. Mua sao bán vị không vệ sinh gì hết trơn á. Số 4 đắt 219. 219 mà đẹp như 220 thì thôi thì lụm thôi chứ đợi gì. Rẻ được 100.000 mình chơi thôi anh em, vẫn đẹp như 220 như thường. Em mua rẻ em bán rẻ 1,4 triệu. Đó, anh em nào mến thú em. Đó. Anh em nào muốn chơi cái hàng ok, giá dễ chơi dễ xài thì hú em. Đó. Ừ. 219 mà bao đẹp luôn nha anh em, ống nhựa không một miếng trầy luôn. Cặp này em giao cho anh em giá 1,4 triệu nha. Đó, cặp phục số 4 nằm bên nữa nè. Nè 219 anh em rõ ràng không? Mười chín ớt anh em thấy không? Đó, đầu cổ anh em nhìn là sáng trưng như 220 có khác gì đâu. Em nói với anh em mua phuộc rim 125 này mà anh em nhìn vô cái đát là em nói anh em thua thiệt, thua chắc, không có đường nào anh em chạy. Một người còn nè, hai người còn, ống nhựa đen anh em nhìn nó đẹp nè, có thua gì 220 không? Nó không có trầy chứ xước chứ trơn nữa nè. Nó anh em nhìn là có đẹp thua gì không? Si nè, sáng đẹp can nè, chân đẹp nè, thua gì không? Nó thua gì đâu, em mua rẻ thì em bán rẻ thôi. Đó, đó, cặp 219 này 1,4 triệu nha anh em. Số 4, cặp số 5 phuộc rim 125 đất 219, cặp này thì giá 1,6 triệu. Tiền nào của nấy. Nó 219 mà cái chân nó đẹp vậy nè, 219 mà cái chân nó đẹp vậy nè anh em, đẹp còn hơn 220 luôn đó chứ đừng có nói. Đó, cái chân nó đẹp như 221 chứ đó, thấy không? Đó. 219 nè, em có nói dốc anh em đâu. Nè 19S nè, thấy không? 19S nè anh em thấy không? Đó. Đầu cổ sáng trưng em không có vệ sinh gì hết trơn á. Có sao là chơi vậy luôn mà vệ sinh gì ba phuộc này. Phúc Long một người còn nè, hai người còn nè, bao đẹp, ống si là sáng đẹp luôn nè anh em thấy không? Chân thì khỏi phải chơi đâu anh em, cặp này là cặp chân rất là đẹp luôn đó, em nói với anh em cặp chân nó đẹp như 221, chân là bao whip luôn nha anh em. Đó, cặp này em bán giá 1,6 triệu nè, 219 mà giá 1,6 triệu mắc hơn 220 luôn nè. Đó, anh em nào mến hú em cặp số 5 nè. Đó. Cặp số 5 nè anh em coi nè, 219 mà cặp chân nè. Trời ơi thì anh em đưa cho anh em so kệ là anh em biết liền à, nè. Nè, nhìn là biết liền cái gì nó thấy không? Nè, nè, thấy không? 1 2 3 4 1 2 3 là 220 không nè. Đó, là đồng giá 1,5 triệu, cặp số 4 này 219 này em bán giá 1,4 triệu nè, mà nó đẹp giống như 220 nè, cặp số 4 nè. Cái chân nè. Đó với 220 có khác gì nhau không? Số 4 với số 3 nè. Mà em bán rẻ hơn 1,4 triệu nè, mà cặp số 5 này 2219 mà em bán giá 1,6 triệu nè. Đó. 219 nè, em có nói dốc anh em đâu. Em không có nhìn đát đâu, em nhìn độ mà. Đâu trời. Nè 219S nè, đó. Này nhức đầu ghê ta, dưới em nắng mưa thất thường đi
cancel ban luôn nè, ghê hồn. 219 mà bán giá 1.6 triệu, chơi vậy mới sốc. Chân nè, hai mươi không có vé nha anh em, chân cao là 220 không có vé đó. Này mến hú em, 1.6 triệu, còn một cặp số 6 là đắt 2021, cặp này 1.8 triệu. Cặp này 21 ít. Mà nó hơi mờ chút, anh em khó thấy lắm. Nó hơi mờ nhưng mà cặp này đắt 2021 nha anh em. Cặp này đắt 2021 nhưng anh em nhìn cặp chân nè. Thối thằng luôn. Cặp này 1.8 triệu nha anh em. Nè để cho anh em nhìn cặp chân nữa nè. Nè em đưa cặp số 5 của nó 219 lại nè, không lợi nữa luôn nè, thấy không? 219 đã hơn 220 rồi nè. Hơn 20 luôn rồi nè, thấy không? Mà không lợi 20 sao? Cặp 221 nè. Đó. Cặp mà đắt 2021 nha anh em. Rất là đẹp. Cặp này 1.8 triệu nha anh em. Anh em nào mến hú em. 1.8 triệu. Bao đẹp luôn. Ống nhựa đen là bóng hới luôn nha anh em. Một người hai người còn hết nha. Seekensaben. Chung là cặp chân bao giữ cho anh em lên xe nha, anh em vô xe căng nha. Đó, mực còn hết trơn luôn. Bao nói chung mấy cái phục này em bán anh em bao zin bao nhúng nhảy nha anh em. Rồi đó anh em ơi. Cặp phục rim 125 đắt 2021 này em bán giá 1.8 triệu đó anh em nào mến hú em. Cặp này là bao ken sao ben đó, không lỗi đó. Như mới luôn đó. Nó không bằng 22 bữa rồi, nó không bằng cặp 22 bữa, 22 bữa mới ken dữ. Thấy không? Đẹp lắm nha anh em. Cặp này 2021 nha anh em, giá là 1.8 triệu nha. Rồi. IC rim 125. Tất cả đều là hàng rã xe, có một cục này đời thấp, còn cục một đời thấp nè. 600.000 cục. Đó, rim 125. IC này là dòng IC mở tua. Không hãm tua máy. Anh em muốn gắn cho quay rim thì câu qua lửa bình, còn anh em gắn cho khu 2, khu neo. Quen pha từ đời mới bây giờ 2019. Đó. Là anh em gắn được hết nha. Bao sống bao xài một đổi một cho anh em. Đi rất là nhẹ xe nha anh em. K37 là đời cao nha, rất là trắng phiếu. Cứ một cục 600.000 một cục ha. Đó 600.000 một cục. Rồi, còn mô bin rim 125 thì em báo giá cho anh em luôn nè. Có hai cái cục, nói chung là em chưa vệ sinh nha. Hai cục này nè, anh em thấy không? Cái bát nó còn trắng nè. Thấy không? Hai cục này cái bát nó còn trắng, cục này chưa vệ sinh, vệ sinh là ra trắng nè. Thấy không? Cái đầu hai cục này là chưa tan nè. Anh em thấy chưa ra tan không? Còn trắng nè, thấy không? Đó, đúng MB26 rim 125 hàng rã hết nha anh em, tách MB26 nè. Thì anh em gắn cho quay nhỏ là garanti rất là ngon. Đó. Thì hai cục này nè, mà chụp buri của hai cục này á, cái chụp này là chụp xịn nha, không phải chụp lô nghe anh em. Cái chụp này là cái chụp xịn nè. Nói chung là người ta kiếm cái chụp này xài không có luôn á. Đó. Cái cục mà nó còn cái tẩu zin theo xe này luôn nè. Em bán cho anh em giá 350.000. Cái cục này cũng vậy luôn, nhưng mà cái cục này cái nó đẹp hơn cái cục bên đây chút xíu, nhưng mà cái tẩu nó là cái tẩu lo lai chứ không phải là lô. Cái tẩu này là cái tẩu zin của xe gì em không biết, nhưng mà cái tẩu này bao xịn luôn. Đó. Là hai cục này đồng giá 350.000 cục nè. Đó, còn cái cục này bán cho anh em. Cái cục này nó lai cái tẩu. Nên. Nhưng mà cái tẩu này cũng tẩu theo xe chứ không phải tẩu hàng mới đâu, tẩu là tẩu alpha hay gì á. Đó. Mà con cái cục này cái đầu nè, dây cứng nha, cục này dây hơi cứng nha anh em, có gì nói trước nha. Cục này giao anh em là giá 280.000. Đó, cái đầu hai đầu nó hơi ten xét chút xíu nha, có sao báo vị nha anh em. Không phải ten mà dính ba đất đỏ nè. Đó. Rồi ok, đúng mô bin rim 125. Rồi, video tới đây xin kết thúc anh em.